Xin chào tất cả các bạn, Nguyễn Hòa có mặt ở bờ kênh Nhiêu Lộc để tham quan lễ hội đua ghe ngô. Mời các bạn cùng tham quan với Nguyễn Hòa nha. Sau đây, xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng hướng mắt về đường đua khu vực cầu Công Lý qua theo dõi trực tiếp trên màn hình để chuẩn bị cho nghi thức xuất phát của các đoàn đua và lượt thi đấu đầu tiên. Ban tổ chức trân trọng kính mời đồng chí Võ Văn Đức, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận 3 chuẩn bị phát lệnh xuất phát. Mời đội trống nổi một hồi trống hiệu chuẩn bị cho nghi thức phát lệnh. Lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, chúng ta đang chuẩn bị phát truyền hình trực tiếp từ khu vực phát lệnh của chương trình sáng ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu sẽ cùng hướng mắt về màn hình để chuẩn bị đón xem nghi thức phát lệnh ở khu vực xuất phát của vòng đua. Mời đội trống nối hồi trống. Một bắt đầu. Lễ hội đua ghe ngô ba bắt đầu. Như vậy thì chúng ta đang thấy trên màn hình theo dõi, đây là hai đội đua đầu tiên, là đội Tông Kim Quang và đội Phong Dung. Và ở đây vị trí chúng ta đang thấy các thuyền chúng ta đang đua theo đúng vị trí vạch xuất phát mà ban chức đã quy định. Và đang có một đội đang vượt lên dẫn đầu. Như vậy quan, xin kính mời quý bà con chúng ta sẽ theo dõi các cái vị trí trên sát khu vực lan can ở khu vực. Thì chúng ta sẽ theo dõi các cái hai đội đua của chúng ta. Như vậy theo như địa hình di chuyển thì chúng ta sẽ có hai khúc ngoặt. Và hai khúc ngoặt này chính là hai cái khúc để giúp cho hai đội đua chúng ta bước phá vượt lên dẫn đầu. Nếu chúng ta tận dụng tốt lợi thế của hai khúc ngoặt này thì hai đội đua chúng ta sẽ nhanh chóng di chuyển về đích. Rồi về 8 cái tháng luôn. Thua rồi, vậy là thua rồi. Một đội bị chìm rồi. Đó là đội quận 3 hả? Đúng rồi, đội quận 3. Đó là đội quận 3, đi nhanh quá với lại cái đội quận 3 á. Nhiều người đứng ở gần cái phía của tàu.
ban tổ chức. Thi cuối cùng giải đua nghe ngò năm 2023. Đây là lượt thi cuối cùng của tranh giải nhất nhì của lễ hội đua ghe ngò năm 2023 quận 3 tổ chức. Thank you.
trưa. Họ thường dân lưu chiêu đãi rất đông, rất nhiều, rất đông vui lắm. Trong lễ hội ẩm thực chùa Ghe Ngo năm 2023.
lớn.